Kính chào các bạn xem video nhớ đăng ủng hộ mình nhé. Kính chào các bạn xem video nhớ đăng ủng hộ mình nhé. Kính chào các bạn xem video nhớ đăng ủng hộ mình nhé. Chào bạn nha. Cả nhà. Bữa nay mình ăn cơm với anh Tuân. Anh Tuân. Bắt đầu hôm nay giải cho mẹ chúng có ăn cơm. Bắt đầu ba giải. Lấy cho mẹ chị tên lại. Có chị tên nào? Nhìn nè, thì nói không trúng thì cũng đem lại đi. Chế vô. Cô đâu có gì nhão đâu nhà. Vừa ăn mà nó làm cái nước ở đây rồi. Ừ, tôi hiểu rồi. Nhão không nhão. Cái nước đó là cái đáy luôn. Nhão không ạ? Kêu một lóc như nè. Được rồi. Nhão có cái này nè. Ồ, tôi đó bữa nó cua như gươm. Ăn ghê rồi. Có cô. Thấy cô. Mày mẹ đổ không? Mẹ đổ không? Của tôi đánh thôi. Ok. Đúng rồi. Chắc lại để ba con ngang ngang nó bù, kiến ngang nó bù. Luôn dao không? La dao không la? Dao không? Dao. Quá mệt chứ gì không? Con có ông mày? Không, vừa ăn. Không, vừa ăn. Không. Nó thì để ý như vậy hoài được đó. Nó còn trong thùng là 5kg. Tôi mua thêm 5kg nên chọn mua gạo khô cho chọn cho lỡ. Như ba cái dễ dẹp. Ăn nó cương vô ăn. Ăn xong rồi muốn ra cương ăn lọc để cho ăn được. Con bún chay nhạt lắm. Con bún chua rồi. Con bún chay được. Chứ mong có mấy người ăn hết này biết. Thấy đó không chọn. Con cương hỏi cả hướng hả? Nếu chan nước, nếu mà kho nước nhiều quá, đâu ngon hết chan, lỏng bỏng ngon. Thật sự luôn. Nhiều mới ngon. Bạn mua gì đâu không? Bạn mua nấm ngon. Nấm mì nấm rơm mà. Nếu là cá mua đúng rồi. Lắm này mình dễ. Đúng rồi, đúng rồi, chảo bớt rồi. Không rồi. Ăn ngắn ha. Đậu bớt ngắn này luôn. Ăn quả mới. Không quả. Đậu bớt á, ăn ngắn là. Không. Đậu á, à ngắn. Dạ ạ. Ông ăn kiếm nhiều cái đường sáng. Mất tay rồi. Cái gì tự dứt nó lên bây sáng mắt dứt lên cho ngoại để nó nhức muốn chết luôn vậy. Ngoại không thấy đường. Ta thấy đường tao làm kêu với mày làm chi. Nhức đường chết. Còn hơn chút quay gọi đèn pin cho ngoại ngoài ngoại tự được. Cái đọc mình cho cái gì không? Bà chị Năm lấy con đồng tên cái bữa nào không biết, cái gì cũng biết. Đồng tên từ giao dạng,
trong trong tính vô người gạch thứ nhất mà tao mở rồi. Sáng thêm cơm, sáng mai dài ha. Cơm đi lên. Đủ ra một rau quên. Rau chấm gì không? Ở trên cục ớt của cha bán đó cha. Ông ngoại tướng da mặt ông ngoại bóng hớ vậy nè. Còn da mặt của ngoại ông bóng rồi mà uống ba thuốc. Ngoại có gì ông ngoại sẽ ăn cay mà. Thuốc ông ngoại ăn cay. Bác sĩ đâu cho ăn cay, ông ngoại bị bóc tử. Ông ngoại sơ mà ăn cay, ngoại cầm nhớ bye. Mà cái nghiệp nào không ra ăn chơi nhưng ra mình sẽ sạch cho nên nó chảy cái này. Đồ mặn cho nó bớt cái nghiệp. Lạc và dướng khổ quá. Không dướng khổ. Ô, mắt ra sao bữa nay đỏ lắm. Hơi chờ hơi đỏ đỏ hết luôn. Ra làm con cao ra. Sao con mắt con hơi đỏ đỏ. Ủa bữa. Ừ, sao cái này gu dữ. Bị mắt hả? Ủa. Ừ. Đi tắm á. Hả? Tắm á. Dạ. Tắm, tắm á, mắt đỏ. Ăn rồi là ngoài gắt rồi nè. Ăn cao nhất này nè, hướng mão ở dưới nó đem nó mô tắt đổ dưới đem xuống con bụng quang với hai ba thằng nó tiếp với mặt bác nè, tỉnh 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 điện cho nó đi cào giác làm vững cảm ơn cảm ơn. Rồi, đứng dậy, kết thúc rồi ạ. Tiếng phút cũng muốn tiền. Kết thúc rồi, đứng dậy đi ra. Kết thúc.
Không phải anh chuông vậy bà nha, có nghe bà. Là anh chuông nghe bà, không mới dễ khỏe xuống. Cho một gà anh xe anh tí ra anh chuông. Bà anh tí kêu người tôi bây nha.